vạn vật đắm chìm trong giấc ngủ say. Hò hào bình an bên dòng sông Cửu, một vì sao vụt sáng giữa trời tối tăm. Như báo hiệu đến khắp cùng nhân loại, một tin vui vì cứu thế ra đời. Bình minh tươi sáng, nắng nhẹ vàng khắp nơi, đó ngày đan xanh Đức Huỳnh giáo chủ. Phàm để cứu độ diều chúng sanh thoát đắm luân hồi, ngài đến từ ngôi cực lạc xa xôi, mang sắc lệnh của Phật trời truyền dạy. Phật pháp nhiệm màu huyền vi ban giải khắp nơi nơi để cứu vớt muôn loài thoát khỏi trầm luân, sanh tử nổi trôi được tròn lành tròn sáng sớm về nơi dương an. Hôm nay kính mừng đàn sanh Đức Thầy, chúng con chiều con tim cùng nhịp đập kính dâng ngài những đóa hoa tươi thắm, cùng nén hương nồng mong ngài chứng giám. Một đêm cuối đông tiết trời mát mẻ, vạn vật đắm chìm trong giấc ngủ say. Giờ này chúng tôi nhận thấy quý ông bà cô bác và anh chị em thì ổn định vị trí trang nghiêm đã xong, thì chúng tôi xin kính mời ông Phan Thanh Tùng, trị sự viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Sạch Trung An đến đây làm sứ ngôn hướng dẫn chương trình thuyết giảng giáo lý. Xin kính mời ông. Giờ đây nhận thấy toàn thể quý quan khách cùng tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong phần vị trí đã được ổn định để tiến hành vào buổi thuyết giảng hôm nay. Trước khi đi vào chương trình, tôi sẽ thông qua chương trình có nội dung như sau. Về phần một lớn là phần khai mạc, gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, nghi thức tôn giáo. Phần hai lớn là phần nội dung, gồm có đọc diễn văn khai mạc, đọc lời phiên bổn đạo tức 8 điều văn cấm, đọc một đoạn sấm giảng, thuyết giảng giáo lý. Phần ba lớn là phần bế mạc, gồm có đáp từ của ban tổ chức, nghi thức bế mạc, sau đó cầu nguyện quốc thế dân an và mời quý quan khách cùng tín đồ dùng điểm tâm tối. Đó là cái nội dung trong buổi thuyết giảng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể địa phương các cấp. Kính thưa quý vị là giáo lý viên của Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương. Kính thưa quý vị ban tổ chức đại lễ. Kính thưa quý vị là ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hảo xạ Trung An, ban quản tự chùa Giáo Hòa Tự. Quý vị là ban điều hành xe từ thiện của chùa Giáo Hòa Tự.
Kính thưa các nhà mạnh thường quân, quý vị cao niên, kỹ trưởng cùng tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thân mến. Căn cứ hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 5 của Ban trị sự Trung ương, căn cứ chương trình hoạt động đạo sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Trung An, xin hân hoan kính chào mừng quý quan khách cùng tín đồ, lời chào mừng nồng nhiệt, lời đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, căn cứ tín ngưỡng tôn giáo, cử hành đại lễ đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ lần thứ 100 ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi 1919, 25 tháng 11 năm Kỷ Hợi 2019. Cử hành đại lễ đản sinh Đức Thầy chúng ta có thêm một lần được thể hiện xác thực bằng hành động thực tế để tưởng nhớ công ơn vô vàn kính yêu mà Đức Thầy chúng ta đã lòng thương Lê Thứ Đáo Ta Bà thừa chuyển pháp lưng dùng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy dân kẻ tục vượt nơi hà. Cũng chính nhằm nhắc nhở người tín đồ phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo dạy khắp nơi nơi trong bá tánh. Trong sự hân hoan của toàn thể tín đồ trước sân chùa Giáo Hòa Tự là trụ sở của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Trung An, đã cùng nhau trên giới một lòng đoàn kết thực hiện qua lời dạy của Đức Thầy, nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm cả xa cơ. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo dạy khắp nơi nơi trong bá tánh, để mỗi người tín đồ thực hành đúng theo tôn chỉ, giáo lý, giáo lực của Ngài, góp phần vào cuộc sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng quê hương được ấm no hạnh phúc, ngày một càng giàu đẹp hơn. Chính ý nghĩa đó, được sự thống nhất của các ngành hữu quan, sự quan tâm của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, phân công giáo lý viên thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, sau thời gian chuẩn bị tích cực chu đáo, hôm nay vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Hợi, Ban trị sự, Ban quản tự long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đó là lý do buổi thuyết giảng hôm nay. Đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay, phía giáo lý viên của Ban quản truyền Giáo lý Trung ương đến tham dự ông Trần Đình Chiến. Trân trọng giới thiệu giáo lý viên của Ban quản truyền Giáo lý Trung ương, cũng trưởng ban tổ chức đại lễ, cũng là trưởng ban trị sự, trưởng ban quản tự đảm trách chương trình thuyết giảng hôm nay, ông Quỳnh Tầm Khoa. Về phía trị sự viên trong Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Trung An, phó trưởng ban trị sự kiêm phụ trách thư ký, ông Bùi Văn Chuốt. Trị sự viên phụ trách tài chánh, bà Lê Thị Lượng. Trị sự viên phụ trách phổ truyền giáo lý, ông Hồ Văn Sáng. Trị sự viên phụ trách thánh tiết, ông Phan Văn Gửi. Trị sự viên phụ trách từ thiện xã hội, ông Lê Văn Phó. Trị sự viên phụ trách kiểm soát, ông Nguyễn Văn Hùng. Chúng tôi còn được đón tiếp quý vị là thành viên của Ban quản tự, Ban điều hành xe, quý vị là tổ trợ lý đạo sự, quý vị là nhân sĩ trí thức, các nhà mạnh thường quân, quý vị cao niên cùng tất cả cô bác anh chị em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đến tham dự, đề nghị nhiệt liệt quan hệ chung. Tiếp theo đây là phần nghi thức, mời tất cả đứng lên làm lễ nghi thức tôn giáo. Tăng em hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật, kính thưa xong hướng chân dung Đức Thầy thành kính kính lễ. Thưa xong, mời tất cả đồng tự do an tọa. Kính thưa quý vị, giờ đây trước tư thế trang nghiêm thấm đậm tình nghĩa đạo đời, những trái tim ưu sư mến đạo đang chờ đợi lắng nghe những lời chia sẻ đạo đức chân tình của giáo lý viên. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài diễn văn khai mạc. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trị sự viên phụ trách từ thiện xã hội, ông Lê Văn Phó, cho đến diễn đàn là bổn phận
đọc bài dưới văn xem ạ. Xin trân trọng kính mời ông. Đề nghị quang minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, thưa chư quý đồng đạo kính mến, người tín đồ Phật giáo hòa hảo ai ai cũng biết rằng trong tam bảo thì pháp bảo được liệt vào hàng tối quan trọng, đứng thứ hai sau Phật bảo. Pháp có được phổ truyền thì đạo mới được tồn tại và phát khai rực rỡ, con người mới hiểu được những giá trị tinh hoa đạo đức để tu thân sửa tánh và hướng đến môi trường chân thiện mỹ. Thế nên công việc phổ truyền giáo lý Phật giáo hòa hảo là một việc làm cần thiết và khẩn trương, đúng với nhu cầu trong bối cảnh lịch sử và văn hóa xã hội ngày nay. Đem đạo vào đời để phục vụ lợi ích bản thân và cộng đồng xã hội trên nền tảng đạo đức và trí tuệ, đó là một việc nhân bản và đúng với tinh thần nợ nước văn chương toan báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết đền ơn mà Đức Quỳnh Giáo Chủ hướng dẫn. Ngài còn khuyến khích nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Được sự thống nhất của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và sự chấp thuận của chính quyền địa phương, hôm nay đại lễ đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo kỷ niệm lần thứ 125 tháng 11 kỷ mùi 1919, 25 tháng 11 kỷ hợi 2019, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Trung An hân hoan được tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do giáo lý viên Trung ương ông Quỳnh Tầm Pha đảm trách. Rất mong nguồn pháp từ bi trí thiện của Đức Tôn Sư kính yêu được niêm mang trôi chảy vào con tim chân chính và thấm sâu trong trí não của mỗi chúng ta, để mọi người nhận diện được mình là ai, bổn phận của con người phải làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm chân tánh của mình và kiên định lập trường dẫn bước trên đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp. Kính chúc quý quan khách dồi dào sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Kính chúc quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Kính chúc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay được thành công viên mãn. Đến đây, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại chùa Giáo Hòa Tự, ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, ngày 25 tháng 11 năm kỷ hợi 2019. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình đọc lời phiên bổn đạo, tức tám điều văn cấm, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mỗi người chúng ta ai cũng biết giới lực là một khuôn phép vàng đúc cho mọi tín đồ theo đường ngay nẻo thẳng, chánh ác làm lành, là một lý thành kiên cố để ngăn quân thiên ma giặc phiền não cho những ai tiến triển trên con đường đạo đức. Hôm nay để nhắc nhở và ôn lại giới lực của đạo nhà, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Ban Quản tự chùa Giáo Hòa Tự ông Lữ Văn Góp sẽ đến diễn đàn. Xin trân trọng kính mời ông. Vậy quân nghinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khi đã có giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật, thần, thánh mà sai hoặc quyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạn ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc với quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hoàng, xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phần vui lòng thư, ta thử được người, người thứ ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình đọc một đoạn sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành. Đó là những câu trong quyển Khuyến Thiện của Đức Thầy đã viết tại chợ Quán năm Tân Tỵ 1941, với ý nghĩa sâu sắc, ngòi bút tinh tế, ý thức giác ngộ tuyệt vời qua lời vàng tiếng ngọc của Đấng Tôn Sư. Giờ phút này kính mời quý vị bình tâm lắng nghe. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu độc giảng viên Lê Thị Lượng, cũng là chị Sử Duyên, phụ trách tài chánh xã Trung An, và Đặng Thị Kim Khuyên. Xin mời hai độc giảng viên đến diễn đàn. Đề nghị quân nghịch. Chúng tôi xin hân hoan kính chào mừng ông trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ, ông Lê Văn Thượng đến tham dự chúng ta. Đề nghị quan hình. Nam mô A Di Đà Phật.
đoạn thứ bảy khổ quan tăng hồi hãy thương nhau ta ghét nhau thường tranh đua tiếng thấp lời cao chẳng nhận nhìn thành ra cù quan muốn tranh xa đừng trong tâm vàng cứ gặp nhau mắt tựa kim châm làm cho người đau đớn âm thầm khổ như thế diễn ra mãi mãi đoạn thứ tám ưu sầu lo ngại cuộc tan thương dầu bể cánh trần nghèo thì lo một như nói nợ nần lo đau đói liệu cơn nhà rách buồn duyên số phận mình nhớ sạch rầu gia đình chúng bạn nghĩ khinh cười giàu thì lo chèn lấn im với người miễn cho được đầy sương đầy tù của dương thế góp tâm bảo thủ sợ gian phi trộm cướp rình mò lo tước quyền cho được thơm tho sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả sao nhân sanh cứ mãi đắm say chẳng tu thân đặng giữa Phật đài cho thông thả hưởng mùi sen thần thức nhập thai sen tinh hảo nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành dịch khổ gì khổ lao thế thanh tịnh thường không quyên não hết lo toan nắng lạnh gió mưa nhưng khổ bệnh kia bởi đó mà chưa ta thoát cuộc lao đao vì nó được sanh mạng Phật ta đồng thoại tánh an nhiên bất diệt nghĩ trường tồn tự thần kia độ giam giấc cư hồn thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tư
A Mô A Di Đà Phật. Thật là thâm trầm đạo đức quá thanh thao quý vị. Thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn hai độc giảng viên đọc đoạn giảng để làm một cái chuyên đề cho giáo lý viên gặp gỡ quý vị hôm nay. Chân thành cảm ơn hai vị đọc giảng viên. Kính thưa quý vị, đến phần chủ yếu chương trình là thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thể theo lời minh huấn và khai thị của Đức Phật và Đức Thầy. Phận sự của con người phải làm gì trong kiếp sống, dáng hiểu dành tiếng kệ lời kinh mà kinh Phật cho biết: nhân thân năng đắc kim dĩ đắc, Phật pháp năng văn kim dĩ văn. Nghĩa là thân người khó được mà nay được, Phật pháp khó nghe mà nay được nghe. Cộng vào lời thố lộ của Đức Thầy, ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Chính ý nghĩa đó qua một đoạn giảng mà hai độc giảng viên vừa đọc để tìm hiểu trong bốn câu: ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Qua ý nghĩa bốn câu đó cốt lõi ra sao, giờ đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông trưởng ban trị sự, trưởng ban quản tự sẽ kính mời ông Quỳnh Tầm Pha sẽ đến diễn đàn trình bày diễn giải cho đồng đạo nghe chung. Xin trọng kính mời ông. Qua một tràng pháo hoa rất linh động cho cái buổi đại lễ hôm nay, đề nghị ta quan nghênh chặt tay cho tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa ông Lê Giang Thưởng, phó trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ. Kính thưa ông Trần Đình Chiến, giáo lý viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Trung An, ban quản tự chùa Giáo Hòa Tự. Kính thưa các tổ từ thiện nhân đạo, quý vị mạnh thường quân tâm đạo. Kính thưa quý cô bác lớn tuổi và toàn thể quý anh chị em đồng đạo kính mến, đêm nay ngày 25 tháng 11, niên Kỷ Hợi, cũng là ngày đại lễ đản sinh ngày 25 tháng 11, kỷ niệm lần thứ 100 của Đức Thầy chúng ta. Trong cái đêm này cũng như mỗi năm, toàn thể đồng đạo chúng ta quay quần trở về cái sân chùa Giáo Hòa Tự để tham dự một cái buổi thuyết giảng giáo lý, nhằm để tạo cái tính tâm, nhằm để giúp cho đồng đạo chúng ta thêm một lần nữa tiếp cận được cái nguồn giáo lý siêu diệu của Tổ Thầy, hầu tăng trưởng cái tính tâm, tăng trưởng nguyện tâm và tăng trưởng cái công hạnh trên cái bước đường hành đạo. Tôi nghĩ rằng chắc cái đêm mà thuyết giảng này chắc có lẽ là không đông đâu. Bởi hôm rày là trên cả tuần lễ đồng đạo chúng ta quay quần để sắp xếp tổ chức công việc. Tôi nghĩ rằng chắc quý vị mệt lắm, đêm nay không có nhiều. Nhưng mà thật ra thì đêm nay cái dự cái chương thuyết giảng rất là đông. Với cái tinh thần cao cả thương thầy lo đạo này, thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Trung An, chúng tôi xin chân thành tán dương quý vị và cũng chân thành cảm ơn toàn thể đồng đạo chúng ta đã hy sinh tất cả trong mấy ngày qua. Thưa với đồng đạo, trong đêm nay thể theo cái sự phân công của giáo hội và cái sự yêu cầu của ban tổ chức, tôi sẽ trình bày đồng đạo mình qua bốn câu giảng mà sư ngôn đã giới thiệu. Tôi xin đọc lại: ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm thai, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Bốn câu giảng này được trích trong quyển 5, tức là quyển Khuyến Thiện,
mà Đức Thầy chúng ta đã sáng tác năm Tân Tỵ 1941 tại chợ Quán. Thưa đồng đạo, thưa quý vị, như chúng ta đã biết, toàn bộ hệ thống giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo nó gồm có 6 quyển và khoảng 214 bài thi văn dài ngắn. Trong đó Đức Thầy chúng ta đã thuyết minh rất nhiều chân lý, rất nhiều pháp môn. Thí dụ như tu nhân, tu Phật, tu thiền, tu tịnh, tu phước, tu huệ, vân vân. Nhưng mà đặc biệt quyển 5, tức là quyển khuyến thiện này, Đức Thầy chúng ta dạy cho tín đồ cái chuyên, cái nội dung là chuyên nặng về pháp môn tịnh độ. Trong đó chúng ta thấy rằng có những nội dung chính như sau. Nếu trường hợp mà quý vị mà nghiên cứu đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng có những nội dung chính. Cái nội dung thứ nhất, Ngài thuyết minh lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để chi về đồng đạo. Cái chỗ này không phải là tình cờ ngẫu nhiên đâu, mà Ngài thuyết minh cái lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để nhằm tạo cái tính tâm tịnh độ cho tín đồ. Bởi vì cái pháp môn tịnh độ này đó, mà chúng ta hiểu được, biết được để tôi tu hành, là do kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai thị, Đức Thầy đã nhắc lại, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng giải tà, nên quay lộn ta bà khỏi khổ. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Bước qua nội dung thứ hai, nghĩa là sau khi thuyết minh cái lược sử Phật Thích Ca Mâu Ni để tạo cái tính tâm, cái tính độ rồi, bây giờ qua cái nội dung thứ hai, Đức Thầy thuyết minh ngũ trược và tám điều khổ ta bà, tám điều vui tịnh độ, để tạo cái nguyện tâm tịnh độ chúng sinh. Bởi vì sau khi mà chúng ta hiểu được ngũ trược, hiểu được tám điều khổ ta bà, thì chúng ta mới sanh tâm nhàm chán, và biết được tám điều vui tịnh độ, thì đồng đạo chúng ta mới khởi ý mong cầu. Bởi vì sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió giảng xương, hay là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Qua nội dung thứ ba, nghĩa là sau khi tạo tính tâm, nguyện tâm tín độ rồi, thì tiếp tục Đức Thầy dạy cái công hạnh tịnh độ chúng sinh, tức là dạy niệm Phật làm lành để tạo cái công hạnh để chúng ta được giảng sanh về tịnh độ. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời vô mị học rài kể kinh, trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trên. Hay là ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chơn Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dị quả thông tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Tới cái nội dung thứ tư, sau khi tạo tính tâm, nguyện tâm công hạnh rồi, Đức Thầy khuyến khích chúng ta sớm phát tâm tu hành để được giải thoát. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Thưa đồng đạo, do nên cái tầm quan trọng đó của quyển khuyến thiện, chúng ta hãy tìm hiểu một đoạn văn sau đây, sẽ thấy Đức Thầy dạy cho đồng đạo chúng ta một pháp môn thù thắng dĩ hành và dễ đạt được kết quả nhất. Ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Thưa đồng đạo, như vậy thì khi mà trước khi đi sâu vào nội dung đề tài này, chúng tôi sẽ chú thích một số từ ngữ nghĩa đen nghĩa bóng, và cuối cùng chúng ta có vài cái lời kết luận trong cái đề tài hôm nay. Thưa đồng đạo, như vậy thì câu thứ nhất đề than Thầy nói rằng ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả. Như vậy thì cái danh từ chữ ôi đó, ôi nó thuộc về một cái tháng từ, cái từ dùng để bộc lộ những cái tình cảm, cảm xúc như thương mến hay than thở gì đó. Giờ tôi xin thí dụ, như Đức Thầy dạy là hỏi ôi thấy chốn bức mê, đạo màu siêu diệt tập đề là đây, hay là ông hỡi ôi, hay là ông ôi nay đã bao nhiêu tuổi, sao chẳng có lo cuộc tấn tật. Thưa đồng đạo, như vậy thì cái từ thứ hai là cả sang hèn. Sang hèn, cả sang hèn, tức là cái từ mà chỉ chung cho tất cả mọi người. Bởi vì người trên thế gian này nó rất là đông. Bây giờ tính theo cái dân số thì bây giờ cả thế giới mình đã cỡ khoảng 7 tỷ người. Nhưng mà trong đó phân ra cũng là người sang, người hèn, người giàu, người nghèo, hay là trí ngu thôi.
Như vậy thì cái danh từ mà cả sang hèn đó, tức là cái từ mà chỉ chung hết thảy mọi người trong xã hội này, giàu sang nghèo khó cũng người, nên ta thương hết giàu cười hay khen. Phải đồng đạo, tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ. Nhân dân bá tánh cũng con lành, thầy dạy cho điều khắp chúng sanh. Như vậy thì cả sang hèn chẳng ai thông thả. Danh từ là chẳng ai, tức là không có một ai, tức là không có một người nào hết á, nên gọi là chẳng ai. Như vậy thông thả là gì? Thông thả tức là thư thả rảnh rang, hay gọi là tự do thông thả. Nó không bị trói buộc, không bị triền thượt, thì gọi là thông thả, phải không? Như vậy thì ý câu này Đức Thầy nói rằng: ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả. Tức là Đức Thầy chúng ta cảm thán dầu cả sang người hèn ở trên cuộc đời này, không có một người nào được tự do thông thả cả. Bây giờ đồng đạo chúng ta chiêm nghiệm để coi. Bây giờ như chúng ta đã biết rằng ngoài những cái nỗi khổ mà trong đời thường của con người như đó, tôi thí dụ chẳng khác nhau nghèo khổ, rồi bây giờ lo lắng về kinh tế, dự án này, dự án nọ, hoặc là vợ chồng sống chung nhau mà không hạnh phúc, ly dị, hoặc là con cái nó phá tán, nó bất hiếu, thì chúng ta đã thấy là những cái đó đã khổ rồi. Ngoài những nỗi khổ trong đời thường này đó, chúng ta còn những nỗi khổ cơ bản, những khổ lớn đó. Thí dụ như giờ sanh khổ, già yếu khổ, bệnh hoạn khổ, chết chóc khổ. Muốn mà không được khổ, cái người thương yêu mà phải chia lìa nó khổ, cái người ghét mà chúng ta gặp gỡ hoài cũng khổ. Rồi bây giờ u sầu lo ngại khổ đồng đạo, nó không biết bao nhiêu cái sự khổ trong đời. Bây giờ trong hội trường này tôi thấy là bây giờ đồng đạo mình là cái người nào cũng khỏe, mặt mày người nào cũng hớn hở tươi rói. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta tìm một cái người nào đó, chúng ta tìm xét thử coi cái người đó có thật sung sướng không, thì tôi nghĩ rằng cái người đó lúc nào cũng than đủ thứ chuyện hết. Như vậy thì giờ chúng ta thấy rằng chúng ta mà chấp nhận sống cõi đời này, tức là chấp nhận sống trong cái cuộc khổ độc đạo, chấp nhận trong cái sự khổ. Cho nên khi xưa mà ông Dư Thiều nói là: thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Cái chôn nhau tức là không phải chôn nhau tức là cái người này chôn người kia, cái người kia chôn người nọ, mà nhau tức là một cái tế bào đầu tiên mà khi mình mới sanh ra. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, phải không? Cái người nào sanh ra cũng khóc chứ. Giờ tôi hỏi cô bác cha mình, quý vị mà hiểu nhiều hơn tôi đó, giao vô nhiều hơn tôi đó, quý vị có nghe cái người nào mà sanh ra mà cười không? Phải không? Đâu có người nào sanh ra cười, mà cái người nào cũng khóc là tu qua hết á. Tức là nói là khổ là tu mới qua, còn không tu nó không qua. Cái này nói tức là cho nó vui thôi nghe, thưa đồng đạo. Như vậy thì trong tám điều khổ này chúng ta sửa coi. Bây giờ thứ nhất là Đức Thầy dạy chúng ta sanh khổ. Sanh khổ tức là cái khổ đầu tiên khi mà có người chúng ta có được thân người. Khổ lắm đồng đạo. Bây giờ tại mình quên. Chứ khi mà cái thần thức mà nhập vào thai của người mẹ đó, vào thai của cái người mẹ rồi đó, bây giờ phải chịu tối tâm tồi túng chẳng thấy trời trăng. Bây giờ phải nằm trong đó, phải ăn uống bằng cái tinh huyết của mẹ. Khi mà sanh ra phải chen ra giống như hai cái viên đá ép mình, nó đau đớn khó chịu. Và ra khỏi mình mẹ thì chạm phải cái không khí nó cắt da. Lúc này bây giờ mày cất tiếng khóc để chẳng bằng lòng với cảnh cực nhọc. Đức Thầy nói như vậy. Khổ thứ nhất, sự sanh là gốc, vào bụng mẹ chung quanh bao mọc, có khác nào ở chốn cục tù. Lúc mẹ đau quyết kiệt hình thu, mà lúc mẹ đói giường treo lỏng bổng. Ta kể sơ những điều bi thống mẹ, no cơm chật chội khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dưỡng thế. Cất tiếng khóc để mà chúng ta chấp nhận sống cuộc đời này, tức là chúng ta sống trong cái khổ. Bây giờ cái khổ thứ hai tức là già khổ, lão khổ. Lão khổ tức là cái khổ mà chúng ta già nua lụm cụm đó. Quý vị nghĩ coi, mới sanh ra thì lây quay từ 7-18 tuổi, 60 tuổi là chúng ta đã thấy già. Sức khỏe giảm suy, thân hình tiều tụy, trí quá lu mờ, ăn uống thì đổ tháo, bước đi lụm cụm, đứng ngồi không yên. Đây là cái khổ của sự già yếu. Cái khổ già này ai cũng sợ hết. Bây giờ qua cái khổ thứ ba đó, cái khổ này có người không tránh khỏi. Thứ ba tức là bệnh khổ. Bệnh khổ tức là cái khổ mà ốm đau bệnh tật.
Cái bệnh này không phải nói con người già mới khổ, già mới bệnh, mà chính trẻ cũng bệnh. Tôi thí dụ giờ trẻ đó, trẻ thí dụ giờ từ 17, 18 tới 30, 40 đó, một năm thì bệnh cả chừng 30-40 lần, mà bệnh nó nhẹ. Nhưng mà cái tuổi mà càng lớn nhiều chừng nào đó thì một năm nó bệnh chừng 100 lần, mà mỗi lần bệnh nó bệnh thêm, nó đau nhức khó chịu, rồi ăn ngủ không yên, mất ăn mất ngủ, rên xiết đủ thứ hết, thậm chí là đôi khi cả tới mê man. Như vậy thì cái bệnh này cũng là cái sự khổ. Bây giờ tới cái khổ thứ tư đó, tức là tử khổ. Tử khổ tức là cái khổ mà cuối cùng khi mà chúng ta bỏ cái thân người. Cái khổ này dữ lắm đồng đạo ơi. Bây giờ cái tứ đại phân ly, cái thân mình là do nó tứ đại hợp thành, gồm có đất, có nước, có gió, có lửa, nó ở chung với nhau, mà bốn cái đại này nó không thuận với nhau. Cái thằng đất á, thì bây giờ thằng gió thì bây giờ nó nghịch với thằng đất, mà thằng nước thì nó nghịch với thằng lửa. Cho nên khi mà tới cái giai đoạn mà tứ đại phân ly rồi đó, con người nó đau khổ ngập ngặt vô ngàn, nó nhức nhối là không thể nào diễn tả được. Rồi thêm bây giờ những cái nghiệt cảnh ác tướng hiện ra, làm cho con người phải bàng hoàng lo sợ, lăn lóc chẳng yên. Trong cái khổ mà tứ khổ này đó, cái khổ chết đó, tôi dám chắc là ở đây đồng đạo mình không ai nhớ hết, bị kiếp trước rồi đâu có nhớ. Mà trong kiếp này thì hiện tại mình cũng chưa có chết nữa. Nhưng mà Ngài Trực Ngộ có thí dụ thế này đó, cái khổ mà cái khổ tử khổ là cái khổ mà cái con người không thể nào diễn tả được. Ngài diễn tả cái tử khổ, cái chết khổ nó giống như con rắn mà bị lột da. Quý vị nghĩ con rắn bây giờ mình cầm mình lột cái da nó có nó đau dường nào. Cái chết khổ nó giống như là con rùa, con đồi mồi mà mình lột cái mai của nó. Nó giống như con cua mà bỏ vô cái nồi chúng ta đậy nắp mà chúng ta ra. Bây giờ nó quảng hốt bò lột rột mà không chủ động gì hết. Cho nên khi mà cái con người gần chết rồi, cái quay tới quay lui độn đầu lộn đít không biết ở đâu hết. Bây giờ cái cơ thở nó bức ngặt quá chừng. Như vậy thì cái tư tư này tức là cửa khổ. Bây giờ qua cái khổ thứ năm tức là mưu cầu bất đắc khổ, tức là muốn mà không được cái khổ đồng đạo, phải không? Ở trên cuộc đời này đó, chúng ta tham muốn nhiều thứ, tiền tài, lợi danh, vật dục, cái điều này điều nọ mà chúng ta ham muốn mong cầu, nhưng mà ít khi nào được tỏ ý. Nếu không tỏ ý thì bây giờ đau xót đoạn trường, ăn ngủ không yên, cái khổ này được cũng lớn lắm. Ai đời bây giờ làm tu sĩ nghe mình tính gọn gọn thôi, tính năm nay thôi, giờ trồng bậy chừng 2 công dưa hấu, giái trời giái Phật độ cho con, bây giờ lời được chừng 10 triệu cũng được, để bỏ tiền trong túi để lo tu. Mình tính là thế nào chắc trồng 2 công này cũng được lời 10 triệu. Nhưng mà trồng suốt thời gian thấy dưa không êm rồi, thôi giái thầy tổ độ con lời đến chừng cả 5 triệu cũng được. Thấy không? Mình tính 5 triệu cũng được, thấy không êm rồi. Nhưng mà vài bữa thấy dưa nó không êm, bây giờ nó bò, nó cốc cốc cái đầu lăn không. Nó giấy thầy tổ ông bà, chuyến này cho con trồng dưa hấu, cho con về dốt cái cũng được. Nhưng mà vài bữa không êm, nó thấy giá với con là chuyến này con lỗ ít cái cũng được, phải không? Thấy nó khổ biết bao nhiêu đấy. Nhưng mà trên cuộc đời này ít ai mà mong cầu được ý đồng đạo. Nói chung là chúng ta sống cuộc đời này không biết bao nhiêu cái sổ. Bây giờ tới cái khổ thứ 7, đó, thứ 6 là cái gì? Thứ sáu là thương yêu chia lìa nó khổ. Đang sống trong cái cảnh mà sum họp vui dày hạnh phúc, rồi bây giờ bỗng nhiên là phải sanh ly tử biệt, phải chia lìa. Người ta thường nói rằng hãy sanh ly thì có ngày gặp gỡ, mà tử biệt thì khó cái ca thở trung phùng. Tới cái giai đoạn đó rồi bây giờ khóc than nổ nuột, nó quặn đau. Có nhiều người là xỉu lên xỉu xuống, cái khổ này không biết bao nhiêu. Bây giờ tới cái khổ thứ 7 nữa đó, là quán tán hội khổ. Cái khổ trên cái người thương yêu mà phải bị chia lìa. Cái khổ thứ 7 này, cái người ghét thù mà lại gặp gỡ với nhau. Ai đời cái người đó mình không thương không thích rồi, mà đi ra trước cũng gặp, rồi đi sau cũng gặp, đi ngang cũng gặp, mà đi dọc cũng gặp. Nói chung mà hễ mà gặp nhau rồi, cái mắt tợ kim châm mà tránh không được. Cái khổ này cũng khó lắm đồng đạo. Cái thứ 8 là u sầu lo ngại khổ, tức là cái khổ đủ thứ. Được thua, dinh nhục còn mất, nó chi phối trong đời sống của người, làm cho điên đảo, tâm trí không lúc nào an được hết. Cho nên 8 điều khổ làm cái khổ mà cơ bản trong đời sống con người mà không ai tránh được. Nói chung đó, nghĩa là có người muốn trẻ mà nó phải già,
phải không? Có ai trong hậu trường này giái cho tôi mau già không? Chắc không ai dám rồi, phải không? Muốn trẻ mà trẻ không được đó già, muốn mạnh mà mạnh không được đó đau, muốn sống mà sống không được đó chết, muốn thành tựu mà nó thất bại. Cái người thương yêu mình muốn gặp gỡ hoài mà nó phải bị chia lìa đằng đạo. Cho nên tám điều khổ này là một điều, một định lý căn bản trong đời sống con người. Và nó cũng là một cái thông điệp đầu tiên mà chính Đức Phật khi xưa đã thông báo tại Dường Lục Quyển. Nhờ ý thức được tám điều khổ này mà năm anh em Kiều Trần Như giác ngộ tu hành và cuối cùng chứng được thánh quả La Hán. Hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng nhắc lại, Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà nhiếp lại tấm Phật, hay là Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài đồng đạo. Cho nên cái người tu hành mà chúng ta không chiêm nghiệm cái nỗi khổ này thì chúng ta không bao giờ giác ngộ tu hành được đâu. Hồi xưa Đức Phật chúng ta đó sống trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, đâu có thấy cái khổ. Hôm nọ sau khi mà dạo bốn cửa thành rồi, ngài thấy là cái cảnh sanh già bệnh chết, ngài hỏi ôi hết ham rồi. Cái lần thứ tư đó, bây giờ mới gặp được nhà tu, một cái người sao mà thấy thanh thoát mà không phải đời thường, đi thì ung dung thanh thả mà mang cái bình bát. Ông không biết cái người này là người gì. Sau khi hỏi thì bây giờ kia nghĩa đó, thưa với Thế Tử, tôi là cái người tu hành để cầu cái quả dĩ giải thoát. Ông mới ngâm cái bài thơ thế này: ôi Thế Tử nghĩ chi cho bạch trí, kiếp con người sanh tử một lần thôi, nước xa nguồn nước cũng đổ về xuôi, tuổi thơ ấu chôn vùi trong dĩ giảng. Sau khi nghe được cái bài thơ này, Thái Tử quyết định tu hành và cuối cùng mà chứng được cái quả vô thượng bồ đề. Thưa đồng đạo, như vậy thì sau khi mà trình bày tám điều khổ này, Đức Thầy đã kết luận: ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắp sang. Như vậy thì bây giờ danh từ chữ sao chỗ này đó, sao tức là một cái biến từ để hỏi cho biết lý do thế nào, tại sao, cớ sao, phải không? Đắm sai là gì? Đắm sai tức là say mê chìm đắm. Nói rõ là chúng ta say mê theo thế gian, hay là say mê theo ngũ dục, sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, hay là pháp dục. Hay nói cách khác là ngũ dục đó, tức là danh vị, tài lợi, sắc dục, ẩm thực, thị phi. Năm cái món dục này đó, nó có sức là lôi kéo hấp dẫn con người rất mãnh liệt lắm đó, mà ít có người nào tránh khỏi. Như vậy thì bây giờ năm món dục này là gì? Một là danh vị, tức là cái người nào cũng muốn cho mình có danh cao lợi lớn, danh cao. Thứ hai là tài lợi. Thứ ba là vợ đẹp con xinh. Và thứ tư là ăn non ngủ kỹ. Năm cái món dục này nó có sức quyến rũ con người rất là mãnh liệt đông đảo. Cho nên Đức Thầy mới nhắc nhở chúng ta đó. Thầy nói là sanh trong trần có người thường hay bị các thị dục cám dỗ, lợi danh quyền tước nghĩa vợ tình chồng, cái tư tưởng đã rù quến tâm trí con người mãi mãi vào những sự ấy, không thể nào thoát ly ra được, phải không? Không thể nào thoát ly ra được. Hay là hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc mà chúng khiên quan tài, ghiền khi nào tới chết đó thôi, phải không đồng đạo? Như vậy thì bây giờ chúng ta đặt vấn đề, thầy nói rằng sao nhân sanh cứ mãi đắm sai. Bây giờ nếu trường hợp mà chúng ta đắm sai theo thế gian, đắm sai theo ngũ dục, vậy thì nó có hại gì đồng đạo? Bây giờ tôi đưa ra rất nhiều cái hại. Bởi vì nếu trường hợp mà chúng ta đắm xa thế gian thì bây giờ phải tạo nghiệp thế gian, mà tạo nghiệp thế gian thì bây giờ phải tái sanh trong quả thế gian, mà tái sanh trong quả thế gian thì bây giờ chúng ta phải chấp nhận cái sự chi phối của tám điều khổ thế gian. Đây là một cái chân lý rõ ràng, đây là cái lẽ thật thôi. Cho nên bây giờ cái người tu hành chúng ta đó, nếu trường hợp bây giờ chúng ta tu thiền hay tu tịnh, tu phước, tu huệ gì đó mà còn đắm sai một cái gì trong thế gian này thì cái người đó không thể nào giải thoát được. Tôi thí dụ giờ tu tịnh độ là pháp tu là có gì dễ chứng, nhờ cái trợ lực Đức Phật Di Đà. Nhưng mà giờ tới cái giờ phút mà thân hoại mạng chung đó, mà chúng ta còn đắm sai cái gì đó mà nó quá chặt chẽ thì cái người đó cũng không thể nào giảng sanh được. Nói chung là cái người tu mà chúng ta còn đắm nhiễm một cái gì trong thế gian là chúng ta còn bị chi phối của vấn đề sanh tử, còn bị cái chi phối của diêm vương thôi. Cho nên khi xưa quý vị biết đó, có một cái vị cư sĩ đó là tu hành trai giới rất là tinh nghiêm, tu rất là tốt,
Nhưng mà ông có cái bụi mía trước nhà đó, hàng ngày chỉ chăm sóc bụi mía đó, nhưng mà sau khi chết được cái thần thức nhập làm con sâu trong bụi mía. Thấy mà ghê không? Có nhà sư nọ mà sau khi mà thí chủ cho cúng một cái y rất là quý, ông hàng ngày ông giữ gìn cái y rất cẩn thận, nhưng mà do cái tâm mà tham chấp cái y đó, sau khi chết mà làm con rận trong cái bụi y đó. Có sư nọ mà sau khi cất cái chùa đẹp quá, thì sau khi cất thì bây giờ cái sức mỏng ông gần chết rồi, ta nói ông ơi mấy cột chùa mà ông khóc, ông tiếc nuối, sau khi chết cũng trở thành con mọt trong cái chùa đó, phải chết. Cho nên nói chung là chúng ta còn thuyết tiếc một cái gì trong thế gian này, tức là chúng ta bị cái quyền của Diêm Vương cai quản hết. Bây giờ tôi xin kể bộ chuyện này quý vị thấy. Hồi xưa trong cái Phật học nó có kể là bộ chuyện Kim Bích Phong. Ông thiền sư gọi là Kim Bích Phong, ông tu hành xuất gia từ tấm bé mà trai giới tinh nghiêm lắm, tu hành rất là kỹ. Thì do cái công đức tu hành đó mà nhà vua mới ban cho ông cái chén bằng ngọc. Ông giữ cái chén này kỹ lắm. Cái hôm nọ ông ngồi thiền định, thì sau khi ông nhập định thì cái tâm thanh tịnh, thì ông biết rằng mình 3 ngày nữa Diêm Vương sẽ sai quỷ tốt xuống bắt mình. Ông nói bây giờ nếu trường hợp mà Diêm Vương sai quỷ tốt bắt mình đó, mà mình nhập định làm sao bắt được? Bởi vì bắt là bắt cái tâm chứ đâu phải bắt cái thân. Cho nên quỷ tốt nó kiếm hoài, kiếm suốt một ngày nó bắt không được. Cái ngày thứ hai thì kiếm ông Kim Bích Phong không được. Qua tới cái ngày thứ ba thì bây giờ nửa ngày là kiếm được. Cho nên bây giờ quỷ tốt nó sợ quá rồi. Diêm Vương ra lệnh là nội trong 3 ngày phải bắt được thiền kim Kim Bích Phong. Mà bây giờ ngày thứ ba rồi kiếm được sao vậy? Ông mới nhớ lại bây giờ mới trục thổ địa lên. Thổ địa tức là chính quyền địa phương đó nghe. Ông này ông rành lắm. Mới hỏi giờ tôi có cái lệnh là bây giờ bắt ông sư Kim Bích Phong, mà hổm rày kiếm 3 ngày không có được. Thần là thổ địa ở đây, thần có biết cách nào để chỉ giúp tôi, đặng mà tôi giải quyết cho xong một cái vụ này. Cái ông thổ địa ông nói cha, cái này khó dữ lắm mà. Ông thiền kim, ông sư Kim Bích Phong đó, là ông tu hành từ thấm bé là buông bỏ muôn duyên, mà cái nội công rất là thâm hậu, bắt ông là không phải cái chuyện dễ. Nhưng mà tôi chỉ ông cách này nghe. Tuy là ông tu hành tinh tấn vậy chứ có cái khuyết điểm, nhưng mà tôi chỉ ông phải có giấu mới được, chứ đừng có nói nha. Thì gần đây đó ông vua ông có tặng cho ông cái chén bằng ngọc. Cái chén này ông cưng lắm, hằng ngày ông chắc chiêu cái chén này, làm sao mà ông kiếm được cái chén đó đó thì có thể là bắt Kim Bích Phong được. Quỷ tốt nó nghe được cái điều kiện này, nó mừng quá, đồng đạo cái khuyết điểm của ông, nó mới lục làm sao nó kiếm được cái chén. Thì bây giờ thiền sư đang ngồi thiền định ngay ngắn thế này đó, quỷ tốt nó lấy cái chén nó kiếm đồ nó gõ. Nó gõ nghe bon 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 bon, sao ông đăng định mà ông nghe, nhập định mà ông nghe. Nói chàng ơi, trong lúc mà ta tu hành ta giữ cái chén kỹ lắm, mà tại sao ai lục mà gõ cái chén chỗ này còn bể là gì? Bắt đầu động tâm rồi, động tâm xuất định. Thì sau khi xuất định thì quỷ tốt nó bắt liền. Nó cha hổng rài kiếp ông Trần ai chi khổ mà bữa nay mới chịu ra. Thì sau khi bắt rồi thì ông Kim Bích Phong cũng tức. Ông nói mình tu hành từ thấm bé là buông bỏ muôn duyên, thì bây giờ tiếc chi cái chén ngọc này mà giờ đây quỷ tốt nó bắt. Ông mê đập vỡ cái chén hết. Nhưng mà trước khi mà ông nhập định lại đó, ông mới làm cái bài thơ ông khích trong Diêm Vương thế này. Ông nói rằng nếu ai muốn bắt Kim Bích Phong, trừ phi luyện sắc khóa hư không. Cái chữ khóa tức là cột, khóa hư không tức là cột hết cái hư không này nè. Hư không nếu ai khóa sắc được thì sẽ tìm ta Kim Bích Phong. Nói tới đây rồi nhắm mắt ông nhập định cho mất tiêu, chứ phải mình ông nắm cái đầu tóc rồi cái này dễ gì chạy được, phải không? Như vậy thì nói chung đó, chúng ta còn đắm sai cái gì thì đều bị cái quyền của Diêm Vương quản lý. Nhưng mà thưa đồng đạo, từ xưa tới giờ đó, người ta tưởng rằng cái thân tạo nghiệp đó, cái thân nói cái thân làm quấy với tạo nghiệp, hay là cái miệng nó quấy với tạo nghiệp. Chứ thật ra khi mà cái tư tưởng chúng ta nghĩ quấy thì cũng đã cái tạo nghiệp rồi. Cho nên Đức Phật nói rằng Như Lai tuyên bố tác ý là nghiệp, mình khởi ý là nghiệp rồi. Hay là thầy dạy chúng ta là đắm say một phút cội lành xá, hoặc là nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn lệ hạ, mãi say xưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Thưa với đồng đạo, như vậy thì bây giờ qua câu thứ ba đó, thầy mới dạy chúng ta chẳng tu thân đặng dự Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sáng báo.
Như vậy thì cái chặn chánh từ mà chẳng tu thân thế nào? Chẳng tu thân tức là tại sao tu? Mình tu để giải thoát và tại sao tu? Như vậy thì bây giờ hãy chẳng tu. Hãy chẳng tu tức là tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì bây giờ chúng ta phải tái sanh trong quả thế gian, phải chấp nhận 8 điều khổ trong quả tạo bạc. Bây giờ tu thân, tu thân tức là được giải thoát. Mà hãy giải thoát thì chúng ta sẽ được hưởng được 8 điều vui được cực lạc. Như vậy thì thầy nói rằng chẳng tu thân tức là tại sao tu? Tại sao tu mà giải thoát không tu? Đức thầy nói là chẳng tu thân. Chẳng tu thân tức là ngài kêu gọi mình tại sao không tu? Tu để mà giải thoát, tu để ra khỏi cái kiếp luân hồi mà tại sao chúng ta không tu? Như vậy thì cái danh từ mà chẳng tu thân tức là cái ý Đức thầy biểu chúng ta phải tu. Tôi thí dụ như thế này đó, như cô bác chị em mình hôm nay mình rầy đứa con mình thí dụ vậy. Rầy đứa con nó tại sao mà ba với má đó hết lòng cho con đi học mà tại sao con không học? Học để mà có cái kiến thức với đời, học để mà có cái điều kiện kinh tế sau này mà tại sao con không chịu học? Mình rầy con mình là tại sao không chịu học, tức là mình biểu nó phải đi học. Như vậy thì chỗ này thầy dạy chúng ta là chẳng tu thân, tức là cái ý là biểu mình phải tu đồng đạo. Như vậy thì cái danh từ mà tu thân chỗ này đó, tôi sẽ bàn với đồng đạo mình qua ý. Cái thứ nhất là tu thân tức là trao thân, hay nói cách khác là trao sửa ba nghiệp mình cho nó được trong sạch, thì cái chỗ này gọi là trao thân. À, bây giờ ba nghiệp là gì? Theo Đức Thầy dạy đó, ba nghiệp, một là thân nghiệp, thứ hai là khẩu nghiệp, và thứ ba là ý nghiệp. Thân nghiệp sanh ra ba điều ác, tức là sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Khẩu nghiệp sanh ra bốn điều ác, lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Và ý nghiệp sanh ra ba điều ác, tức là tham lam, sân nộ, bởi si. Như vậy thì chúng ta biết rằng dứt trừ điều ác, tu tập 10 hạnh lành là một pháp tu rất quan trọng của hàng nhẫn thiên, mà cũng là pháp tu cơ bản của các hàng tam thừa thánh giả. Bởi vì thừa nào, dầu cho tiểu thừa, dầu cho trung thừa, đại thừa, mà nếu có tịnh tam nghiệp thì mới chứng vào thánh quả. Cho nên khi xưa Đức Phật dạy đó, một cái câu này mà chư Phật ba đời dạy, Phật quá khứ dạy cũng vậy, Phật hiện tại dạy cũng vậy, mà Phật Vị Lai dạy cũng vậy. Đây là cái bài kệ của chư Phật ba đời đồng đạo. Đức Phật dạy: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, vị chư Phật giáo. Nghĩa là các điều ác đừng làm, các điều lành gồm làm, giữ tâm ý mình cho trong sạch, ấy là lời dạy của chư Phật. Mình tu nhiều được rồi phải không? Nói thì nó quyên thiên, nói nó quyên thiên, nhưng mà thật ra chúng tu bao nhiêu đó được rồi đồng đạo. Hay thầy dạy chúng ta là điều cần yếu phải là làm hết các việc từ thiện, tránh hết tất cả điều độc ác, quyết rửa tâm lòng để trong sạch, nó rõ ràng. Hay là tu với tỉnh bảo toàn thân thể, giữ đường mòn linh tánh mới hay. Như vậy thì bây giờ có nhiều người hiểu sai lầm đó. Thầy nói chuyện ơi, tu với tỉnh bảo toàn thân thể, ta nghĩ rằng bảo toàn thân thể tức là giữ cái thân này không bị già, tu giữ cái thân này đừng có đau. Chúng ta hiểu vậy là sai lầm đồng đạo. Có cái bà này bà tu thì hết lòng lắm, mà ngạc vì cái trình độ văn hóa nó kém. Bà nghe thầy nói rằng tu với tỉnh bảo toàn thân thể, bà mừng quá mừng rồi. Bà nghĩ rằng hãy mình tu rồi thầy Phật cái gia hộ cho mình, chắc có lẽ là không có tai nạn gì hết. Ai đời hôm nọ bà thường thường đi kiếp thuốc nam, rồi rảnh rỗi đi làm từng cho ta. Đạp có xe lỡ nó trật la quết chút xíu, sao bà té bà gãy hai cái răng. Ta nói bà khóc miếng mó này kia đủ thứ trên. Bà trách thầy trách Phật. Trách thầy là thầy nói rõ ràng là tu với tỉnh bảo toàn thân thể, mà có bảo toàn gì đâu. Con bây giờ hiện tại con tu mà con cũng tỉnh nè. Mãi đời ghé chút té chút xíu mà thầy không có giữ con, không bảo con. Bây giờ gãy cái răng, phải không? Nói vậy mình sai rồi. Như vậy thì bảo toàn chỗ này đó là giữ gìn. Một là giữ cái thân mình không làm quấy, và thứ hai là giữ cái miệng mình không nói quấy. Giữ đường mòn linh tánh mới hay, tức là giữ cái ý mình đừng cho nghĩ quấy. Có phải nói rằng đây là một con đường ngàn thánh đồng tu muôn xưa không đổi? Tu là tu vậy đồng đạo. Cho nên nói là muôn thiên cò cửa nha, theo cái danh từ người ta gọi là nói tùm lum tắc lát đó. Chứ thật gom lại là chúng ta chỉ tu làm sao chúng ta tu ba nghiệp cho được trong sạch. Bây giờ thấy thứ hai, tu thân chỗ này còn cái ý là tu tịnh độ. Cái ý là tu tịnh độ, bởi vì có tu tịnh độ mới giữ Phật đại. Như vậy thì chỗ này đó, bởi vì đồng đạo chúng ta biết rằng cái nội dung quyển năm này đó
là Đức Thầy là dạy về pháp tu tịnh độ. Cho nên cái nghĩa tu thân này cũng có nghĩa là tu tịnh độ. Nói về pháp môn tịnh độ này đó, đồng đạo chúng ta muốn giảng sanh đó thì chúng ta phải có ba cái điều kiện. Tôi thí dụ giờ cô bác mình đó nghe, bây giờ muốn đi xuất ngoại đó, nước ngoài đó, thì chúng ta thứ nhất là bây giờ phải có những điều kiện. Một là bây giờ phải có bớt bo hiểu chiếu mới được. Thứ hai là phải có tiền bạc. Thứ ba là phải có sức khỏe. Rồi thứ tư là phải là cái người công dân tốt mới được xuất ngoại. Và thứ năm là bị người ta phỏng vấn nữa. Phỏng vấn mà rớt rồi phải ở lại chứ phải chưa. Còn bây giờ nếu trường hợp mà đồng đạo chúng ta muốn về cực lạc đó, muốn về cảnh giới Phật A-di-đà đó, khỏi cần bếch bo hộ chiếu, khỏi cần tiền bạc gì hết, nhưng mà phải có ba cái điều kiện này của bác đồng đạo ơi. Cái điều kiện thứ nhất là bây giờ làm sao bây giờ chúng ta phải hết lòng tin Phật. Cái điều kiện thứ hai là chúng ta phải hết lòng muốn về cõi Phật. Và thứ ba là chúng ta phải hết lòng làm lành niệm Phật, thì cái người đó được giác sanh. Như vậy thì giờ tôi bằng cái điều kiện thứ nhất là phải hết lòng tin Phật. Cái chỗ này ta gọi là tín tâm tịnh độ. Mà tín tâm làm sao phải thâm tín nha, tức là tín sâu. Cái niềm tin này nó giống như bên nhà thiền mà ta ngộ đạo đó. Ta ngộ đạo nó ngang tâm. Cái lòng tin này giống như bên nhà thiền là ngộ được cái đạo lý đó. Cái người mà khi được ngộ đạo rồi đó, dòng cho núi ngã sông nghiêng, cái lòng tin đó không thay đổi nữa. À, như vậy thì thứ nhất là chúng ta phải tin 48 lời thệ nguyện Đức Phật A Di Đà, tin cực lạc có thật mới được. Và thứ hai là chúng ta phải tin lời, cái lời giới thiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ nơi kiểm khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới khai thị pháp môn này. Và thứ ba là chúng ta phải tin Đức Thầy chúng ta. Có người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường cực lạc giảng sanh, nghe điên dạy sau này thơi thảnh, đây chỉ đường tịnh độ giảng sanh. Nó rõ ràng và đồng đạo. À, Đức Thầy chúng ta rành đường lắm. Hay là tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tịnh mới mộ. Và thứ tư, ngoài vấn đề tin Phật, tin Pháp, chúng ta còn phải tin mình có đầy đủ khả năng chúng ta niệm Phật làm lành để dưỡng sanh, giảng sanh tịnh độ. Cho nên cái lòng tin này tuy chúng ta nói gọn ghẽ, thật ra tạo được niềm tin rất khó. Muốn có niềm tin này đó, đòi hỏi thành đạo chúng ta hàng ngày phải thường đọc học kinh giảng, phải thường nghe thuyết giảng, và phải thường gần gũi các bạn tri thức để bồi dưỡng tính tâm chúng ta. Bởi vì cái cõi ta bà mình nó mà qua cõi cực lạc đó là tới 10 muôn ước Phật độ đồng đạo, không có máy bay, không có quý thiền nào mà qua nổi hết. Cho nên tin được cái chỗ này rất là khó. Tôi kể bộ chuyện ngủ ngon cho đồng đạo mình nghe cho nó vui vui, chứ ban đêm thì dễ buồn ngủ lắm. Cái đồng đạo nghĩ coi, con cá rô nọ với con rùa đó là hai con nó làm bạn thân nhau từ lúc bé, thân nhau lắm. Thì hôm nọ thì bỗng nhiên bây giờ con rùa nó đi đâu không biết mà nó biền biệt đi. Con cá rô nó kiếm hoài mà không được, kiếm hết ngày này tới ngày kia mà tháng này tháng nọ. Nó tưởng là con rùa đã chết rồi, cho nên cá rô nó khóc riết, nó đỏ mắt hết trơn. Quý vị thấy cá rô nó đỏ mắt. Sau thời gian đâu gần cả năm thì bây giờ con rùa nó mới về. Ôi con cá rô nó mừng quá mừng. Nó nói chị rùa ơi, tôi tưởng là mấy tháng nay tôi kiếm gì hết biết rồi, tôi tưởng là chị chết. Chị đi đâu mà chị không cho tôi hay. Con rùa nó nói chàng ơi, cái dịp mà tôi gặp cái dịp vậy, cho nên mấy tháng nay là tôi đi du lịch đất liền ấy. Chàng ơi, đất liền nó đẹp lắm chị ơi. Nào có trời xanh nè, có mây trắng nè, có chuối sải, có suối chảy nè, rồi có thông reo nè, đẹp lắm. Tại đây đường xá sang sát, nhà cửa lầu đài trăm màu vạn vẻ, nó đẹp dữ lắm chị ơi. Diễn tả thì hồi nãy giờ cá rô nó nghiêng mình nó nghe, nó hết lòng nó nghe, nhưng mà thật ra nó không hiểu gì hết. Nó mới hỏi chứ cái đất liền á, tôi có thể là tôi phô di tôi bơi lội trong đó được không chị? Con rùa nó không được đâu, đất liền nó cứ nhắc hà, đường xá bê tông không à, cục sắt không à. Bà phó ông đổ là có nhiều chỗ là cái tắc gì nè, chị chú không bơi không có được, phải không? Cái hỏi chơi đất liền đó, tôi có chuối được không chị? Nó mát không? Nó đất liền không có được, chị chú đúng chuối được. Thì sau khi hỏi hồi thì cá rô làm gì nó nghe nó bất mãn. Tôi nói thiệt cái chị, hồi nãy giờ tôi hỏi chị mà chị hỏi thiệt, mà chị nói cái gì mà nó vu vơ trù tượng quá, tôi không có tin được. Con rùa nó nghiêm túc nó nói. Tôi nói với chị là nãy giờ những cái điều mà tôi nói đó là chính tay tôi nghe, mắt tôi thấy, tôi diễn tả rõ ràng. Tôi có bò vô chùa người ta cho ăn túi đó nè. Cái chuyện này là nó cụ thể chứ không phải là trừu tượng đâu.
nó không phải truyền thuyết đâu. Nhưng mà cuối cùng con cá rô nó không tin. Cái con rùa nó tức nó nói: tôi nói chị nghe là những cái này là chính tôi, tai tôi nghe, mắt tôi thấy, tôi tới rõ ràng à, mà chị không tin. Mà nếu sau này mà chị có tin tôi đó thì coi chừng cái mẻ kho nó kế bên chị rồi để cho chị biết. Mà quý vị nghĩ coi đất liền có thể không? Nhưng mà nếu trường hợp mà con cá rô nó nằm ở dưới sông từ hồi nhỏ tới lớn, ở trong hồ, trong biển, thì làm sao mà hiểu cái chuyện đất liền được? Cũng như bây giờ Đức Thầy, Đức Phật có diễn tả kịch lạc thế nào đó thì chúng ta chỉ tin Thầy, tin Phật mà chúng ta tin thôi, chứ cũng khó hiểu đồng đạo. Tôi thí dụ giờ Thầy diễn tả là qua sen, nói liên hoa đó. Liên hoa tức là sen trắng thì màu trắng, sen vàng màu vàng, sen đỏ màu đỏ, đỏ. Nhưng mà thật ra cái màu xanh màu đỏ bởi nó không phải giống màu đỏ của mình. Nhưng mà dùng cái màu đỏ màu xanh bên đây để mà diễn tả cái màu xanh bên kia cho thật ra tuyệt vời lắm. Tôi thí dụ chẳng hạn bây giờ nước sơn của mình thôi, nước sơn màu xanh Việt Nam nó khác, mà cái nước sơn của Thái Lan cái màu nó xanh xanh mà nó khác, cái màu của Nhật nó khác, mà cái màu của Mỹ nó lại là nó bóng nó tốt hơn. Cho nên dùng những cái mà chúng sanh bên đây biết để diễn tả bên kia, chứ thật ra cái ngôn cử trần gian này chúng ta không thể nào diễn tả được lạc được đâu. Như vậy thì chỗ này thứ nhất là chúng ta phải có niềm tin. Bây giờ thứ hai là đồng đạo chúng ta phải có đầy đủ cái nguyện tâm. Nguyện tâm là gì? Nguyện tâm tức là cái lòng mong muốn được giảng sanh tịnh độ. Lòng mong muốn giảng sanh tịnh độ. Cô bác ơi, có nhiều người người ta tu người ta quan mang. Ta nói chàng ơi, chư Phật chư Tổ mà dạy cái tu tịnh độ đó là phải có tính nguyện hành. Mà không biết làm sao Đức Thầy mình có quên hay không, mà không có dạy mình cái bài nguyện nữa trơn. Rồi mình tu cho đã rồi không biết là có giảng sanh hay không. Cho nên bây giờ mới chạy đôn chạy đáo đến chùa này, đến chỗ kia, chỗ nọ, để nhờ đồng đạo mình đặt ra cái bài nguyện. Cô bác anh em mình khỏi lo, khỏi lo điều đó, Thầy đâu có quên. Như vậy thì bây giờ cô bác mình thấy đó, trong cái bài cúng hàng ngày tức là năm có nguyện đó, năm có nguyện tức là cái bài nguyện giảng sanh đặc thù của Phật giáo Hòa Hảo đồng đạo. Bây giờ khi mà cúng xong, quy xong, bây giờ đồng đạo chắp tay vô ngực đọc cái gì? Nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Mình tưởng là phổ độ chúng sanh tức là độ ai á, chứ thật ra phổ độ chúng sanh tức là độ mình á. Mình là chúng sanh chánh hiệu nào phải không? Bây giờ chúng ta đối với tâm bảo chúng ta nguyện phổ độ chúng sanh tức là độ mình á. Bởi chúng sanh là gì? Chúng sanh tức là cái người còn phiền não, còn sanh tử, còn luân hồi. Như vậy thì phổ độ chúng sanh tức là độ mình với độ ác. Cho nên đồng đạo chúng ta khỏi lo gì ra, khỏi có giết bài nguyện, khỏi tìm ở đâu. Nhưng mà nó quan trọng hay không là cái tâm mình đó, cái tâm mình muốn giảng sanh tịnh độ hay không. Chứ không phải mà chúng ta đọc bài nguyện đó mà đủ giảng sanh đâu. Nó là cái sự thôi. Mà cái lý làm sao chúng ta phải làm sao có cái tư tưởng muốn giảng sanh tịnh độ. Cái năm đó cách đây cả 10 năm trước, tôi có đi lên Hòa Lạc, bà già anh, bà già Nam Đực á, bà tu hành rất là ngon đồng đạo. Qua bên cái xứ Hòa Lạc mà quý vị hỏi nhà nào nhà bà Ba Phật đó, ta chỉ liền. Không biết bà tu làm sao, bà thành Phật thấy chưa? Mà hả, ta gặp bà ta kêu bà Ba Phật không? Cái lần đó cô ba bà nói chuyện tôi thế này, bà nói rất là mộc mạc mà dễ thương. Bà nói: đệ hai ơi, đó giờ tôi phát tâm tu năm nay là gần 50 năm đệ hai. Tôi hết lòng niệm Phật làm lành, mà không biết chừng nào Đức Phật A Di Đà mới rước tôi để tôi trông hết sức vậy đó. Cái lời nói mộc mạc mà rất dễ thương đồng đạo. Nó phát lên từ cái nguyện chân thật của mình. Như vậy thì cái chỗ này gọi là nguyện tâm tịnh độ. Và cái điều kiện thứ ba đó là chúng ta phải chuyên cần niệm Phật. Từ trong ngoài thời khóa, ngoài bể nguy, chúng ta lúc nào phải chuyên cần được cho sao lãng. Như vậy thì cái cách niệm Phật Phật giáo Hòa Hảo mình đó, nó có hai cách thôi. Bên nhà thiền thì có nhiều cách. Tôi thí dụ về thật tướng niệm Phật, rồi quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh hiệu Phật. Mà bên Phật giáo Hòa Hảo mình được Thầy dạy chúng ta là trì danh niệm Phật thôi. Như vậy thì trong cái phương pháp trì danh này có hai cách niệm. Một là niệm Phật trong thời khóa, và thứ hai là niệm Phật ngoài quán nghi. Trong thời khóa Đức Thầy dạy đó, cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bắn già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật chân danh. Cha đồng đạo mình có đôi khi mà suy nghĩ không kỹ đó nghe. Nghe cái câu này cái bắt đầu mình tự nhiên rồi mình thở. Nghe nói Thầy nói là cúng xong muốn niệm Phật cũng được, rồi mình dễ vui. Có nhiều bây giờ người cúng xong thôi giờ ra ngoài quán cái uống nước chơi, phải không?
Thôi là rủ anh em vài người, cái mình nói chuyện này kia, rồi chuyện đời như này kia đủ thứ. Hoặc là bỏ đi coi truyền hình, vô tiếng thí dụ vậy. Bởi vì nghe thầy nói rằng cúng xong muốn niệm Phật cũng được. Vậy thì giờ cúng xong muốn niệm Phật cũng được, mà không niệm Phật cũng được. Cô bác anh chị em ở chỗ này mình suy nghĩ, mình thương thầy lắm. Bởi vì đức thầy mình biết rằng mình là cái hàng cư sĩ. Cái người cư sĩ tại gia thì kẻ buôn tạo bắn tầng, người việc này việc nọ, làm sao nó đạch. Đôi khi tới cái mùa màng đồng áng là 7-8 giờ còn ngoài đồng. Mà bây giờ đức thầy nói rằng cúng xong phải niệm Phật cũng được. Thì giờ nếu trường hợp mà cúng xong mà niệm Phật không được thì mình bỏ cúng luôn. Cho nên câu nói rằng cúng xong muốn niệm Phật cũng được, nhưng mà chúng ta phải cố gắng mới được. Thí dụ giờ chiều nay cái mình cúng xong, thời giờ nó rảnh mà sức khỏe tốt thôi, giờ niệm Phật 1 tiếng đồng hồ. Hoặc không nửa tiếng cũng được, hoặc là 15 phút cũng được. Cái sáng niệm Phật, chiều niệm Phật, sáng niệm Phật, chiều niệm Phật, sáng niệm Phật, chiều niệm Phật. Niệm riết nó trở thành cái tập quán, nó quen cái dòng tâm. Mà khi mà nó quen cái dòng tâm rồi nó trở thành cái niềm đam mê, là đồng đạo chúng ta bỏ không được. Tôi thí dụ bây giờ quý cô bác mình ngồi đây đã hàng giờ dưa lớn nè. Quý vị là cúng đại năm nay là mấy chục năm đó, sáng cúng chiều cúng. Mà bữa nào mà thỏ một thời cúng rồi đó thì mình thấy nó thiếu thốn cái gì đó. Cho nên làm sao chỗ này chúng ta phải cố gắng mới được đồng đạo. Tôi nhớ khi xưa có lần nọ đó, lúc mà đức thầy chúng ta còn ở tổ đình, chiều thầy cúng mà thầy cúng trang nghiêm lắm, rồi đồng đạo mình có số cúng theo thầy. Cúng xong có nhiều người ngồi xếp bằng niệm Phật, nhưng mà riêng chú cu thì không biết suy nghĩ làm sao. Thầy cúng vậy mà ông nằm ông đưa có két ra cầm cái quạt mo ông phất phất là làm như nó tự nhiên lắm. Sau khi đức thầy cúng xong đàng hoàng ở trên, đức thầy mới cầm cái giá võng, thầy giật giật. Thầy nó hỏi ông chủ, sao giấc này ông không cúng mà còn nằm đấy? Ông mới ngồi lên chắp tay trọng trọng thưa với thầy, sao mà chiều nay con tắm lên đó mình mẩy nó quể quải quá thầy. Và hai nữa thầy có dạy là tu không cần lại cần quỳ, cho nên con nghĩ rằng cúng cũng được mà không cúng không sao. Thầy nói chuyện ông chủ, tôi nói rõ ràng mà tại sao ông dịch tắt vậy? Tôi dạy tôi nói rằng tôi không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lọc kỹ thì thao ra vàng. Mà tôi hỏi ông chứ bây giờ ông thành vàng chưa mà ông ngồi đây, phải không? Sau khi nói tới đây không biết ông ngộ sao đồng đạo. Ông nhảy xuống cái phịch ha. Rồi bắt đầu ông mới mặc áo vô cúng. Vậy thì trong lúc mà chúng ta tu hành đây đó, vàng thao còn lẫn lộn, xấu tốt còn chung, thiện ác còn chung, thì chúng ta phải cố gắng công phu mới được. Nói chung là người tín đồ Phật giáo hòa hảo đó, từ trong thời khóa đến ngoài quy nghi, chúng ta phải cố gắng niệm Phật, đừng cho sao lãng. Đức thầy dạy chúng ta đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi thời khắc. Ông sư dạy bán khoai ông hình thức quá thế này. Ông nói rằng niệm Phật như thể trồng cây, dùng phân tưới nước thì cây đắp chồi. Ai mà niệm Phật thả trôi cũng như cái bén mà người nhổ lên. Đức Phật Thầy Thái An cũng dạy rằng đêm ngày tưởng Phật Như Lai, lòng ta chí quyết hoài hoài đừng quên. Hỡi ai niệm Phật cho bền, mai sau sẽ được gần bên Phật Thầy. Thầy dạy là nhớ lời dạy dỗ ca ngâm, Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sợ. Thưa đồng đạo, hồi nãy giờ chúng ta bàn thứ nhất là chánh hạnh tịnh độ, bây giờ thứ hai là trợ hạnh tịnh độ. Cái trợ hạnh này rất là quan trọng. Tôi nghe có nhiều người nói, ta suy nghĩ đó, hãy mà hữu nhân thì hữu quả, hoặc là hãy gieo nhân tốt thì kết quả tốt. Cái đó là chúng ta nói theo cái tổng hợp thôi, chứ chưa chắc gì hữu nhân hữu quả, chưa chắc gì chúng ta gieo nhân tốt và kết quả tốt. Bởi vì khi một cái nhân đó mà thành tựu đó, nó nhờ cái trợ nhân, nó trợ cái trợ duyên, mà không những trợ duyên mà còn thời gian. Bây giờ tôi thí dụ thế này đó, bây giờ gieo nhân tốt kết quả tốt, bây giờ quý vị chắc không? Bây giờ tôi thí dụ bây giờ cái người nông dân, khi mà làm ruộng thì cái điều kiện thứ nhất là người ta chọn cái giống tốt. Cái giống đó là phải năng suất cao, rồi phải chống bệnh, chống rầy, chống mò. Nhưng mà khi mà gieo cái nhân tốt rồi mà không có trợ nhân, tức là không có bơm nước, không có xịt sâu, không có nhân công, không có ánh sáng, và không có cái kỹ thuật cao thì khó thành công. Nhưng mà khi đã có cái trợ nhân, có trợ duyên rồi, có cái chánh nhân, trợ nhân rồi, mà không có cái trợ duyên tốt thì khó thành công. Tức là làm sao bây giờ phải là mưa thuận gió hòa. Chứ nếu trường hợp mà mưa gió mà bão bùng bất ngờ thì lúa mình phải thất thôi. Cho nên khi một cái chánh nhân mà nó thành tựu đó, thì phải có trợ nhân, có trợ duyên,
và đồng thời phải có thời gian trong đó. Cho nên theo Phật giải thì trên cõi đời này đó, không có một cái nhân nào độc lập và thành tựu, mà nó phải nhờ cái trợ nhân và trợ duyên của nó đồng đạo. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta niệm Phật, tức là chánh nhân tịnh độ, và thứ hai là chúng ta phải có cái trợ nhân tịnh độ. Bây giờ con hỏi cô bác đồng đạo mình, bây giờ mình niệm Phật hồi nãy giờ mình bàn rồi, nhưng mà cái người niệm Phật để giảng sanh tịnh độ đó, mà bây giờ nếu trường hợp mà cái thân vẫn còn làm quấy, cái miệng vẫn còn nói quấy, thì huống mình giảng sanh được không? Thì tôi nghĩ là chắc không giảng sanh rồi, phải không? Bởi vì niệm Phật thì niệm, mà cái thân lúc nào cũng làm quấy hoài, rồi cái miệng cũng nói quấy hoài, làm sao giảng sanh được? Cho nên bây giờ khi mà muốn giảng sanh rồi, thứ nhất là chúng ta phải kiềm chế ba nghiệp, không cho quấy phạm. Bây giờ hàng ngày kiểm tra coi, kiểm tra cái thân nghiệp có làm gì quấy không? Kiểm tra có cái ý nghiệp đó, có nghĩ gì quấy không? Và mình kiểm tra cái khẩu nghiệp mình có nói gì quấy không? Bây giờ nếu mà giỏi gì, nếu ba nghiệp thiện thì nó sẽ phát sanh 10 điều lành, nếu ba nghiệp ác thì nó sẽ phát sanh 10 điều dữ. Hay nói cách khác rằng, nếu ba nghiệp thiện thì nó sẽ phát sanh vô lượng điều lành, mà nếu ba nghiệp dữ thì nó sẽ phát sanh vô lượng điều ác, thưa đồng đạo. Cho nên cái người tu lúc nào phải có cái tinh thần nội tỉnh, phản quan tự kỷ để kiềm chế ba nghiệp của mình. Cho nên thầy xét rằng, thầy nói rằng, thầy xét trong tăng nghiệp các trò còn mang nặng lắm, đường tu mà nương theo tăng nghiệp thì khổ não lắm, chúng sanh tịnh được tăng nghiệp mới mong về có Phật, hay là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi Tây phương biết đến chung vui Phật đà. 50 phút. Bây giờ thứ hai, cái trợ hạnh thứ hai, tức là chúng ta phải đền trả tứ đại trọng ân. Bây giờ cô bác kỹ coi, về cái người tu đó, bây giờ chúng ta tịnh ba nghiệp mà tứ đại trọng ân chúng ta không đền trả, nhắm giảng sanh đâu. Tu mà bây giờ đã niệm Phật mà tối ngày đối cha mẹ thì sẵn sớm không hiếu thảo gì hết, đối đất nước thì bây giờ chúng ta không có giả trung thành, làm đi ngược lại với cái quyền lợi của đất nước quê hương, thì cái người đó nhắm giảng sanh không tịnh được đúng Phật. Như vậy thì tứ đại trọng ân, tức là bốn ân cơ bản của người tín đồ, chúng ta phải lo đền trả để tròn bổn phận con người. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta mà có được thân này đó là nhờ ai? Nhờ ơn ông bà cha mẹ. Bởi vì con chim xe sẻ nó đẻ cục đình, cha mẹ đẻ má thì má mới đẻ mình, chúng ta mới có được thân này. Và thứ hai là chúng ta nghĩ rằng chúng ta mà có được sự sống này là nhờ ơn đất nước quê hương. Chúng ta có được cái tâm linh này để chúng ta hướng thượng giác ngộ tu hành là nhờ ơn tam bảo. Chúng ta có được cái sự sống được vững vàng này là nhờ ơn đồng bào nhân loại. Cho nên khi xưa mà Đức Phật Thầy nói, loài cầm thú còn hay biết tổ, huống chi người nỡ bỏ tứ ân. Theo lời chỉ dạy Đức Phật đó, đền đáp tứ đại trọng ân không những là chúng ta làm tròn được bổn phận con người, mà nó còn khai mở chánh kiến chánh trí để thành tựu được quả vị Bồ Đề. Đức Phật dạy: ngũ trược ác thế chỉ chúng sanh, bất ngộ thâm ân hằng bội đức, ngã dị khai thị ư tứ ân, linh nhập chánh kiến Bồ Đề đạo. Nghĩa là trong cái thời kỳ ngũ trược ác thế đó, chúng sanh trong thời kỳ ngũ trược ác thế chẳng rõ thâm ân hằng bội đức, nay ta khai thị pháp tứ ân, khiến vào chánh kiến Bồ Đề đạo. Thưa đồng đạo, cho nên cái tầm dốc tứ ân rất là quan trọng. Đức Thầy dạy: tu thân thiện tính phải chuyên cần, lục tự di đà giữ tứ ân, hay là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Bữa nay chúng ta tu bằng cái phương pháp là tu để nghe thuyết giảng. Bởi vì trong cái công đức niệm đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, thì cái công đức nó ngang với nhau. Cho nên bữa nay mình ngồi mà bằng cái thân trang nghiêm mà tâm trân trọng thế này đó, là chúng ta cũng đang ngồi tu tập đồng đạo. Bây giờ Thầy dạy chúng ta là chẳng tu thân đặng dựa Phật Đài. Như vậy thì Phật Đài là gì? Phật Đài tức là cái nơi Phật ngồi, cái chỗ Phật ngự, hay là Phật Đài tức là cái Phật, cảnh Phật. Nói cụ thể hơn tức là cái cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, tức là Phật Đài. Như vậy thì khi mà chúng ta dựa Phật Đài đó, thì giờ đây chúng ta được cái gì đồng đạo? Cái chỗ này mới quan trọng. Tôi nhớ lại khi xưa tôi còn trẻ trẻ đó, ông chú đã nói mà giờ tôi còn nhớ hoài, nhưng mà nhắc ra cái câu này là tội quá. Ông nói tao nói thiệt cái tầm pha đó nha,
Nếu trường hợp mà bây giờ tao tu mà ăn chay chỉ một ngày thôi mà thành Phật, tao nhất định không tu. Tao tưởng thành Phật nó được cái gì? Ai hờ thành Phật không được gì trách. Thầy nói là tu đền nở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Ai thời là thành ông Phật bây giờ đứng tòa sen được ngồi tòa sen, đứng tòa sen ngồi tòa sen. Tao đi chơi mà tao nhậu một ngày mấy chập mà còn chưa được đó. Mà về bển rồi làm sao chịu nổi? Mà cô bác nói tội biết bao nhiêu. Cái chữ mà đứng ngồi tòa sen tức là tự tại an lạc, chứ không phải đứng lên ngồi xuống đâu đồng đạo. Vì các chư Phật đâu khi nào rảnh phải không? Đâu phải đứng lên ngồi xuống vậy. Như vậy thì bây giờ thầy cho biết rằng chẳng tu thân đặng dựa Phật đài. Dựa Phật đài tức là về với câu Phật rồi. Thì giờ qua câu thứ tư này tức là câu kết đó, cho thông thả hưởng mùi sáng báo. Như vậy thì chính từ mà thông thả tức là thư thả rảnh rang, không bị triền phược, không bị trói buộc thì gọi là thông thả. Như vậy thì danh từ là cho thông thả, nghĩa là sẽ được tự do thông thả. Ý đó khi mà hành giả được giảng sanh tịnh độ rồi đó, về bển là sẽ hưởng được công đức là tự tại an lạc, không còn bị các thứ sanh già bệnh chết chi phối. Đời sống vô lượng, nó bất diệt bất sanh. Bây giờ cái từ thứ hai là hưởng mùi sáng báo, tức là muốn nói rằng hưởng được cái mùi hương di diệu sáng báo. Ý đó khi mà hành giả được giảng sanh tịnh độ rồi đó, là sẽ là hưởng được cái công đức là thọ dụng an lạc, không còn bị các thứ phiền não u bi khổ lị chi phối. Mọi việc thọ dụng đều được như ý tâm rất an lạc. Nói tóm lại, khi hành giả giảng sanh cõi Phật thì sẽ ly được tám điều khổ tao bà và hưởng được vô lượng công đức an lạc. Nhưng mà tất cả công đức đó có thể gom lại là bát lạc, tức là tám điều vui ở cực lạc như sau. Tôi sẽ trình bày tám điều vui cực lạc, chút xíu nữa chắc lẽ là vài phút nữa mình hết rồi. Như vậy thì tám công đức này đó, một là liên qua quá sen lạc, nghĩa là khi mà hành giả cái thần thức mà nhập vào quá sen đó, thì bây giờ tùy theo công đức, hoặc là một đêm qua nở, hoặc là một ngày đêm qua nở, hoặc là 7 ngày đêm qua nở, hoặc là 49 ngày đêm qua nở, hoặc là 12 đại kiếp qua nở. Nhưng mà đồng đạo nghĩ rằng khi mà chúng ta ở trong cái đài sen đó, nó không phải là tối tâm tồi túng trong cái bụng mẹ đó, mà ở trong cái hoa sen rồi nó vui đẹp lắm đâu đâu ấy, nó màu nhiệm lắm. Trong kinh nó là hoa sen vui đẹp hơn đạo lợi, là khác hẳn theo phàm thế gian. Và khi mà hoa nở ra đó, hành giả sẽ ngồi trên tòa sen mà tâm rất an lạc. Như vậy thì cái công đức thứ nhất là liên hoa quá sanh lạc. Đức thầy chúng ta diễn tả là thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo nổi khổ sanh. Bây giờ được cái công đức thứ hai tức là tướng hảo trang nghiêm lạc. Chàng ô về bển được cái người nào cũng vậy, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 giá đẹp, thân tướng trang nghiêm, nó bất di bất dịch. Cho nên về đó là không có già nua, không có già nua lợi lạc gì hết. Cô bác nghĩ coi cái thân mình bên nay đã thân gì? Cái thân mình tức là cái thân nghiệp báo. Cho nên quý vị thế là trong cái hội trường này bây giờ là trên dưới cả 200 người, mà không có người nào giống người nào. Cái thân tướng không giống nhau, mà thậm chí cái thọ dụng không giống nhau. Còn về với cực lạc là thân tướng người nào cũng 32 vẻ tướng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đồng với Đức Phật A Di Đà. Cho nên về bển là thầy nói rằng thân thì thân công đức hiện lành, bất di dịch khỏi gì lão khổ. Về đó không có già nữa. Bây giờ qua công đức thứ ba là thanh tịnh công đức lạc. Thân do công đức thanh tịnh vô lậu tạo thành, nó không có các thứ lậu nghiệp. Hơn nữa bên có Phật đâu có tám thời, đâu có tứ thời tám tiếp. Cho nên về đó là con người không có bệnh hoạn gì hết. Về bển là không có trạm xá, không có nhà thương. Quý vị khỏi đi kiếm thuốc nam gì trái. Về bển không ai bệnh hết trái. Thầy cho biết là thể thanh tịnh thường không huyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia bởi đó mà chừa ta thoát cuộc lao đao gì nó. Bây giờ tới công đức thứ tư đó, tức là vô lượng thọ lạc. Về bển được cái đời sống các thánh chúng là cái đời sống là vô lượng vô biên, đồng với cái tuổi thọ Đức Phật A Di Đà. Trong kinh nói rằng cái tuổi thọ Đức Phật A Di Đà đó, đến đổi là cái hàng mà đại A La Hán tính đếm không được đồng đạo. Mà sau khi quý vị về bển được cái tuổi thọ là đồng với chư Phật vậy đó. Và hai nữa cái cõi ấy đó, cái tâm cảnh vốn như như, cho nên về đó là không có tử khổ. Thầy diễn tả là đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn,
tử thần kia đâu dám dắt hồn thoát lương chuyển khỏi đau khổ tử. Ô về đó nó khỏe làm sao. Thầy nói rằng đường sanh mạng Phật ta được thọ. Cái chữ đường sanh mạng tức là đường sống hay nẻo sống, nói chung là cái mạng sống. Phật tức là chỉ Đức Thầy mình hay là Phật A-di-đà đó, mà ta tức là mình đó. Tức là Phật sống bao nhiêu, mình sống bao nhiêu. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an duyên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám giác hồ thoát lương chuyển khỏi đau khổ tử. Ô về bển biết không, cô bác biết không, là về bển tử thần thì không có tới. Bởi vì từ nơi cõi ta bà mà sang qua cực lạc đó, là nó xa tới là 10 muôn ức Phật độ đồng đạo ơi. Tử thần đi đâu có tới. Mà giàu có tới đi nữa đó thì cũng không làm gì mình chứ. Cái quý vị nghĩ coi, trong kinh Bảo Tích đó có kể lại một chuyện thế này, mà chính là cái ngày Thích Thiền Tâm, tức là có dịch trong cái niệm Phật Thập Yếu. Nói hôm nọ thì sau khi mà ngày Mục Kiền Liên, tức là một vị đại đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông là thần thông đệ nhất, nghe Đức Phật A Di Đà diễn tả cảnh cực lạc, nó quá sức màu nhiệm, quá sức vui. Ông mới dùng hết cái thần thông để bay, bay sang cực lạc để mà coi cái cảnh cực lạc thế nào. Nhưng mà sau khi bay riết thì tới nửa đường, tức là tới cái nước Tu Di Tướng, ông hết thần thông, bây giờ ông rớt xuống cái nước Tu Di Tướng. Là cái nước đó đó, coi cái thân con người đó, là cái người nào người nấy là cái thân tướng bằng cái núi Tu Di. Cái núi Tu Di nó lớn là gấp chừng 100 lần cái núi Tấm mình vậy đó. Mà cái người nào người nấy là cái thân bằng cái núi Tu Di. Thì lúc này Đức Phật Tu Di Tướng cùng với các cái Bồ Tát, cái hàng đại chúng đó, tỳ kheo đó, đang thọ trai. Thì lúc này tự nhiên bây giờ Ngài mới rớt xuống cái bát của một vị tỳ kheo đó. Cái vị tỳ kheo mới thấy lạ, mới bạch Đức Phật Tu Di Tướng. Nó bạch Thế Tôn, con đang dùng bát thế này mà tự nhiên có một con vi trùng là giống như con người đó, nó rớt bát, rớt xuống cái bát con, và nó đang đi cài vòng qua vòng. Thì lúc này Đức Phật Tu Di Tướng mới nói, này các đại chúng, này các hàng tỳ kheo, đó không phải là một con côn trùng đâu, mà đó chính là Ngài Đại Mục Kiền Liên, tức là một vị đại đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay vì tham quan cảnh cực lạc mà hết thần thông phải rớt xuống nước của mình. Sau khi nghe vậy thì bây giờ Ngài Mục Kiền Liên mới hiện cái thân lớn bằng cái nước Tu Di, mới đảnh lễ Đức Phật, rồi nhờ cái Đức Phật mới chỉ cái đường về. Đức Phật Tu Tướng nó dùng thần thông mới đưa về Ta Bà chúng ta. Qua mỗi chuyện này thì quý vị thấy rằng cái cõi cực lạc rất xa đồng đạo. Sở dĩ mà Ngài Mục Kiền Liên mà đi được nửa đường đó, là Ngài là một vị đại Bồ Tát thị hiện làm thính giác mới đi được. Bởi vì cái khả năng đó, trong kinh nói là cái khả năng đó, cái trí tuệ và cái thần thông của bậc mà Tu Đà Hoàng đó, nó bao gồm có thể là một thế giới nhỏ thôi. Còn cái trí huệ của bậc mà Tư Đà Hàm đó, và cái thần thông bậc Tư Đà Hàm là thấy được một tiểu thiên thế giới. Cái thần thông một cái vị mà A Na Hàm đó, cái trí tuệ và thần thông đó được là một trung thiên thế giới. Và cái trí huệ của bậc A La Hán đó, và cái thần thông thì được một tam thiên đại thiên thế giới. Mà có một vị Phật lấy một tam thiên đại thiên thế giới làm quốc độ, có vị là lấy 2-3 đại thiên tam thiên thế giới làm quốc độ, có vị là lấy 100.000 tam thiên thế giới làm quốc độ. Cho nên từ đây mà qua cực lạc là xa lắm. Tôi bảo đảm với quý vị là tử thần không có được, không tới. Mà nếu có tới không làm được gì mình chứ. Chứ thật ra bên đây ăn hiếp cô bác mình lắm nha. Hễ mình đi đâu là ông già cái bên đó, thầy cho biết là để ma bệnh theo hờ gắn góp, thần chết kia đó ôm hót bên mình. Hay bữa nào quý vị đi ruộng thì ông rà rà sau lưng á. Mà quý vị mà có đi chợ thì ông ngồi kế bên. Coi chừng mình ngồi thuyết giảng mà ông ngồi kế bên mình không thấy, là tại ngồi sau lưng á, phải không? Có nhiều người mới ngủ tăng sáng cái thức dậy, cái rờ mình rờ mãi đó, con ơi sao hôm nay mẹ ngủ đâu có gì đâu con. Mà sao bây giờ mấy cái ba sườn mẹ bây giờ nó rêm, nó đau quá đau. Mình nói vậy cho thật ra hôm đó, khi ngủ có chừng vô thường nó rờ, nó thăm mình. Nó rờ tới đâu là lạnh dần tới đó trên đồng đạo. Nó rờ tới đâu là rơm mình, rơm mẩy chứ phải không? Như vậy thì khi mà về cực lạc rồi vô thường có tới. Bây giờ tới cái phước thứ năm, tức là như ý sẽ cầu lạc. Về bởi là mọi sự thoa dụng ăn mặc đều như ý đồng đạo. Và hai nữa đó, các bậc thanh chúng là sống trong cảnh nhàn vui, lúc nào cũng trụ được cảnh đạo. Cho nên về bển được không có cái khổ là mưu cầu bất đắc. Về bển rồi cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo sự sanh nhai,
trí an nhàn nhìn cảnh Phật đài khỏi quả khổ vô cầu bất đắc. Về bản đồ với cô bác là nghe pháp dễ lắm. Tạng sáng bây giờ đứng trước cây Bảo Thọ nói về Phật, Bảo Thọ nói Phật ơi, hôm nay con muốn nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp quá, thì tự nhiên Đức Phật A Di Đà hiện ra thuyết pháp mình nghe. Hoặc là muốn Quan Thế Âm hoặc Đại Thế Chí thuyết pháp, thì Quan Thế Âm Đại Thế Chí sẽ hiện thân thuyết pháp cho mình nghe. Nói chung là cảnh cực lạc đó, Đức Phật A Di Đà cũng thuyết pháp, Đại Thế Chí cũng thuyết pháp, Quan Thế Âm thuyết pháp, vô lượng thánh chúng thuyết pháp, mà đến đổi là gió thổi phát ra tiếng pháp, suối chảy phát ra tiếng pháp, mà chim ca cũng phát ra tiếng pháp. Nói chung là cảnh tình độ lúc nào cũng là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng chi tâm hết. Cho nên về bển đời muốn cái gì được anh thấy. Bây giờ tới thứ sáu là thánh chúng vừa cửa lạc, tức là thánh chúng cùng chúng ở đã dứt hết phần tình, cho nên về bển thì sống trong cái tình pháp lữ, không có gia đình, không có thân sơ quyết thuộc. Vì thế mà đâu có cái về bển đó, đâu có khổ biệt ly. Thầy nói rằng cả hải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo, dưới cái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương lưu việt. Bây giờ tới cái vui thứ bảy là thượng thiện đồng tâm lạc. À, bên này đó, bên này là cái người thiện là quý rồi, mà bên kia là cái người thiện mà thiện cao cấp đồng đạo, cho nên gọi là thượng thiện đồng tâm lạc. Về bển rồi đã ngang, toàn là bậc thiện thiện nhân, tâm ý hòa vui, ngôi thứ rành rẽ, và không phân nhân ngã, cho nên không có quán thù gặp gỡ. Thầy diễn tả là chữ hòa thuận kể sao cho xiết. Chàng ơi nghe cái này nó mừng quá, sức mừng anh hai ơi. Nó mừng mà đến đổi là chữ hòa thuận, mà thầy nói rằng kể sao cho xiết, tức là hòa thuận không có dùng cái lời nào diễn tả được. Còn bên đây không phải vậy nghe. Nó hòa thuận bên mặt nó hòa đó, chứ trong nó có thuận, thấy không? Gặp nhau tay bắt mặt mừng, chứ thật ra nó chỏi căm xe không à. Nó chỏi không không, chứ không phải vậy. Bây giờ về bển thì chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy, cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Cái vui thứ tám là gì? Là ly chư phiền não lạc. Về bển thì thân đã lìa tất cả khổ, tâm đã dứt tất cả não, cảnh luôn thích hợp, thường tăng trưởng pháp lành. À, cho nên về bển rồi là không có khổ luôn sầu lo ngại. Thưa đồng đạo, như vậy thì nãy giờ chúng ta bàn có ít câu, tức là câu thứ tư, cho thông thả hưởng mùi sang báo. Như vậy thì khi mà hành giả được giảng sanh cực lạc rồi đó, thì chúng ta sẽ hưởng được các công đức. Cái danh từ mà cho thông thả tức là tự tại an lạc, mà cái từ là hưởng mùi sang báo tức là thọ dụng an lạc. Hay là có thể nói khác hơn, khi mà được giảng sanh cực lạc rồi đó, nói về thân thì không còn sanh già bệnh chết chi phối, sống cuộc đời nó bất diệt bất sanh. Còn nói về tâm thì không bị các phiền não u bi khổ lị triền phuyệt, mọi cái sự thọ dụng đều được an lạc. À, mọi sự thọ dụng đều được như ý tâm được an lạc. Thưa đồng đạo, như vậy thì hồi nãy giờ chúng ta bàn qua bốn câu giảng, đến đây thì 1 tiếng 6 phút đồng hồ, cái thời gian không có lâu, mà tại vì cô bác mình hổm rài mỏi mệt quá, mà chính tôi cũng mệt nữa. Như vậy thì hồi nãy giờ tìm hiểu qua bốn câu giảng, ôi cả sanh hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sáng báo. Qua bốn câu giảng này, Đức Thầy chỉ dạy, nếu chúng ta tổng lượng phân tách thì chúng ta thấy có 2 ý chính mà đồng đạo chúng ta cần phải nhớ như sau. Ý thứ nhất, khi luận giải qua 8 điều khổ trong quả táo bà, Đức Thầy kết luận, dầu kẻ sang hay người hèn, kẻ trí người ngu, đều phải chung chịu sự chi phối của 8 điều khổ ấy, chứ không một ai được thư thả tự do. Thế mà người đời cứ mãi đắm đuối say mê tạo nghiệp, để rồi mãi tiếp tục trong cái dòng luân hồi sanh tử. Qua cái nội dung thứ hai, Đức Thầy chúng ta giới thiệu 8 điều vô cực lạc rất chi diệu diệu màu, và Ngài khuyến khích chúng sanh cố gắng niệm Phật làm lành để được giảng sanh về nơi cõi ấy. Nói tóm lại, khi tìm hiểu qua 4 câu giảng trên, chúng ta càng cảm nhận được cái tình yêu sâu thẳm Đức Thầy, nó rộng lớn bao trùm cả vũ trụ. Lòng từ bi đó, lúc nào Ngài cũng muốn cho chúng sanh giác ngộ chân lý, hiểu rõ được pháp môn, nhận thức được 8 điều khổ táo bà, để không còn đắm say trong cõi mộng. Chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, rất may duyên tốt phước trong thời kỳ mạt pháp này mà chúng ta gặp được giáo lý của Ngài, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng tiến tu, hết lòng ăn chay,
hết lòng giữ gìn giới luật, hết lòng niệm Phật độc lành, để khi mà thân ngoại mạng chung, mỗi người chúng ta đều ngự được đó sen vàng buông thở. Bởi vì hiểu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Bởi vì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thưa đồng đạo, đề tài đến đây thì nó đã là 1 tiếng 9 phút rồi. Tôi nghĩ rằng đến đây cũng vừa, đồng đạo chúng ta cũng mệt lắm. Với cái tinh thần ương thầy lo đạo trong mấy ngày qua, đồng đạo chúng ta rất chất giả để rồi lo cái cuộc lễ này. Tôi nghĩ rằng cái lễ năm nay rất là chu đáo. Như vậy thì trước khi dứt lời, chúng tôi không quên để cảm ơn các cấp chính quyền địa phương. Cảm ơn anh Hai, anh Hai Thưởng ngồi đây, tức là ông trưởng ban mình đây. Cảm ơn chư quý đồng đạo. Trên 1 tiếng đồng hồ hồi nãy giờ quý vị cũng lặng lặng quan hỷ ngồi đây để theo dõi một cái thời thuyết giảng này. Khi rời khỏi diễn đàn, chúng ta không quên cầu nguyện Phật Tổ Bậc Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần gia hộ cho toàn thể ban trị sự cũng như đồng đạo chúng ta thân tâm thường an lạc và đạo quả sớm được viên dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Kính thưa quý vị, trên dưới 1 tiếng đồng hồ tiến hành thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo trên tinh thần trang nghiêm và trọng thể, đến đây chúng ta đã hoàn thành nội dung chương trình một cách tốt đẹp. Được như thế là nhờ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, các ngành hữu quan, sự quan tâm của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ, nên đã diễn ra trong sự trang hòa đạo đức, đồng thời nhiệt liệt biểu dương tinh thần khắc kỷ vị tha chư quý đồng đạo nam nữ trong ban khánh tiết, ban hậu cần, âm thanh ánh sáng. Quý vị đã hy sinh đem công sức và trí tuệ để chung lo cái ngày đại lễ thuyết giảng được thành công trọn vẹn như ngày hôm nay. Đồng thời đặc biệt hơn là ông giáo lý viên Quỳnh Tầm Pha đã đem công sức trí tuệ để trình bày diễn giải qua 4 câu giảng của Đức Thầy, qua sự khai thác cốt lõi, dẫn chứng thực tế, giúp cho hội trường trang nghiêm lắng nghe. Thay mặt ban tổ chức cùng chư quý đồng đạo nơi đây, chân thành cảm ơn ông. Đến đây chúng tôi xin tuyên bố bế mạc buổi thuyết giảng trong ngày đại lễ 25 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Xin kính chúc quý quan khách được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc thành đạt. Kính chúc chư quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo hạnh viên dung. Xin lễ phép thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đến phần cuối chương trình là phần nghi thức, mời tất cả đứng lên làm lễ nghi thức bế mạc. Trang nghiêm hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật. Kính thưa xong, hướng chân dung Đức Thầy thành kính kính lễ. Kính thưa xong, mời cô bác cùng anh chị em đồng đạo chúng ta chuẩn bị đi vào chương trình cầu nguyện quốc thế dân an, và mời ban khánh tiết chúng ta thu những chiếc ghế để mời ban hương đăng chúng ta chuẩn bị đốt hương để đi vào chương trình cầu nguyện. Xin trân trọng kính mời. Trước tư thế trang nghiêm, sự hòa hợp của ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Trung An cùng tất cả tín đồ trên dưới một lòng để thành tâm cầu nguyện với đấng thiêng liêng ban bố phước lành cho nhân chủng, để cho buổi cầu nguyện quốc thế dân an được trang nghiêm và thống nhất. Trong khi phần lễ bái phần này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời phó trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Trung An kiêm phụ trách thư ký ông Bùi Văn Chuốt sẽ đến diễn đàn làm bổn phận sứ ngôn. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Lê Văn Thưởng, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ. Kính thưa ban thị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Trung An, ban quản tự chùa giáo Hòa Tự, cùng quý quan khách và chư đồng đạo kính mến.
Hôm nay ngày 25 tháng 11 Kỷ Hợi, kính mừng đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày đản sinh Đức Thầy chúng ta. Đồng đạo chúng ta ai ai cũng hân hoan náo nức đón mừng ngày đại lễ để tưởng nhớ công ơn vô vàn lớn lao của Đức Thầy trong niềm hạnh lạc vô biên trước tiền đồ Phật Pháp. Chúng ta đời đời tri ân công đức quần quá vô lượng của Ngài, vì lòng thương Lê Thứ Đáo Ta Bà thừa chuyển Pháp Luân dụng phiến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục dược nê hà. Với cái công ơn, ân nghĩa lớn lao, vô lượng vô biên mà giờ đây tất cả đồng đạo chúng ta nhớ ngày kỷ niệm tề tụ trở về đây trước ngôi chánh điện, trước lễ Phật, sau nghe thuyết giảng và tiếp theo để cầu nguyện cho quốc thới dân an, đất nước Việt Nam được hòa bình an lạc. Giờ này đã chuẩn bị xong, vậy tất cả đồng đạo chúng ta thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh và đồng say vào bên trong chùa để chúng ta trình lễ nghi thức. Hướng về của quyền thất tổ, thành kính xá ba xá. Hướng lên ngôi Tam Bảo, chân dung Đức Thầy, xá ba xá. Và kính mời xoay ra phía trước. Kính xá bàn thông thiên, ba xá. Nghi thức ba ngôi thờ cũng vừa trình qua, tiếp theo đến phần cầu nguyện quốc thới dân an. Kính mời hướng về bàn cầu Phật, xá ba xá. Và kính mời quý vị đại diện có tư thế quỳ xuống. Và chắp tay đưa lên trán để thành tâm cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cửu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, gia hộ cho thế giới hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào nhân loại được vạn sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly kính xá. Và kính mời đứng dậy và thống nhất góp hương để cắm lên bằng Phật. Dạ, phần cắm hương xong, kính mời quý vị đại diện quỳ xuống. Thành tâm đảnh lễ, thưa thôi, đảnh lễ, thưa thôi, đảnh lễ, thưa thôi và đảnh lễ. Thưa xong, kính mời đứng dậy, kính xá ba xá. Để cầu đợt thứ hai, kính mời hướng về bằng cầu Phật xá ba xá. Và kính mời đồng quỳ xuống, chắp tay đưa lên trán thành tâm nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cửu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Gia Hộ cho Thế Giới Hòa Bình An Lạc Đất Nước Việt Nam Được Mưa Thuận Gió Hòa Toàn thể đồng bào nhân loại được giảng sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Đảnh lễ. Thưa thôi, đảnh lễ. Thưa thôi, đảnh lễ. Thưa thôi, và đảnh lễ. Thưa xong, kính mời đứng dậy, kính xá ba xá. Để cầu nguyện đợt thứ ba, kính mời hướng về bàn Phật xá ba xá. Và kính mời đồng quỳ xuống. Chắp tay đưa lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cửu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Gia Hộ cho Thế Giới Hòa Bình An Lạc Đất Nước Việt Nam Được Mưa Thuận Gió Hòa Toàn thể đồng bào nhân loại được giảng sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Đảnh lễ. Thưa thôi, đảnh lễ. Thưa thôi, đảnh lễ. Thưa thôi. Và đảnh lễ. Thưa xong, kính mời đứng dậy, kính xá ba xá. Buổi nguyện an đã xong, vậy kính mời xoay bên trong để trình lễ nghi thức. Hướng về của quyền thất tổ thành kính xá ba xá. Hướng lên ngôi tam bảo chân dung đức thầy xá ba xá. Và kính mời xây ra phía trước kính xá bàn thông đàn xanh thời ba nay tròn trăm năm kính thưa toàn thể trăm quý năm quan thời khách và chư quý đồng đạo buổi cầu nguyện quốc thới dân an đã xong và cho mời tự tiện nam mô A Di Đà Phật trừ tai họa một lần nữa thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn tất cả đồng đạo chúng ta hòa hợp với ban giám sư để cầu nguyện nơi loài người độc ác quyết tranh giành vì quyền thế lợi danh khiến bao nhiêu xương máu phải chất chồng nên đức thầy dạy ta ba lắm khổ trăm năm trước nước non này nghiêng ngửa giặc ngoại xâm thêm mê tín dị đoan tâm trí dân đen tâm tối rối loạn
không còn biết đâu đường này nếu tranh. Trăm năm sau nhớ thầy giáo huấn, ngài quyết lòng Phật giáo được chấn hưng. Chánh pháp vô vi theo lục tổ chân truyền, đơn giản giao điều quy nguyên Phật pháp. Thế gian vâng lệnh thầy đồng niệm Phật, được vãng sanh nơi cực lạc an nhàn. Tâm an nhiên từ tại lúc ly chân, nhờ tín nguyện hành theo môn tịnh độ. Cúi đầu ngưỡng vọng đức tôn sư, mừng tuổi thọ thầy đúng trăm dư. Nhớ công hoàng hoa cao sườn núi, sâu tợ miền đông chẳng sánh vừa. Nay trở lại quê nhà thăm thánh địa, cùng kính mừng sinh nhật đấng tôn sư. Trăm tuổi phước dư hậu thế mong chờ, ngày trở lại chúng con thỏa lòng chơi.